Em xin kính chào tất cả các cô, chú, anh chị yêu lan trên toàn quốc. Em xin tự giới thiệu, em Giang ở thành phố Lào Cai. Số điện thoại liên hệ mua hàng của bên em là 0978000833. Cái số điện thoại này nhà em có kết nối Zalo luôn nhé mọi người nhé. Mọi người có thể kết nối Zalo với em bằng cái số điện thoại đấy nha mọi người. Đó. Hôm nay nhà em về được rất là nhiều loại địa lan khác nhau đấy mọi người nhá. Nên là em lên chia sẻ cho mọi người. Tại vì Trần Mộng nhà em mình đang hết hàng nhá mọi người nhá. Hôm nay em bon chen một chút cái hàng địa lan để về mọi người chơi luôn nhá, chơi luôn từ giờ đến Tết luôn ạ. Đó. Đầu tiên là sẽ đến với cái mã đầu tiên nhá mọi người nhá. Mã đầu tiên em lên cho mọi người là cái dòng Sato ấy mọi người ạ. Cái Sato này gọi là Sato vàng chanh nhá mọi người nhá. Hiện tại là nụ nó đang rất là to rồi và thậm chí là có 1-2 bông nó đang nở rồi này. Đó. Cái này mình chơi sớm nha mọi người nhá. Bình thường cái dòng Sato này nở cũng rất là bền luôn. Có nghĩa là mình bây giờ là đang là tháng 11 này, mình chơi gọi là mình chơi được giờ, mình chơi từ giờ đến giáp Tết. Nói chung là chơi được từ giờ giáp Tết nha mọi người nhá. Em không đảm bảo là chơi đến Tết đâu nhưng mà chơi đến giáp Tết thì thoải mái nha mọi người nhá. Đấy, mình chơi bây giờ mình chơi trước Tết luôn. Bông này, bông rất là to nha mọi người nhá. Thì cái dòng địa lan Sato này thì em sẽ có em lên cho mọi người hai loại nhá. Hai loại. Có nghĩa là sẽ là chia lan ra là một loại hai cành và một loại ba cành nhá mọi người nhá, một loại hai cành và một loại ba cành. Giá nó sẽ chênh nhau khoảng 30.000 nhá. Em Giang Lào Cai thì vẫn bán bao ship cho mọi người thôi. Với cái mã hai cành này sẽ bán với cho mọi người với giá là 350.000 bao ship cho mọi người nhá. Đây. 350.000 bao ship mọi người nhá. Đây là hai cành này. Thân nhiều nhá, thân nhiều và có hai cành này, có hai cành. Em sẽ lựa cho mọi người những cái chậu đảm bảo về mọi người có thể chơi nở nhá mọi người nhá. Đấy. Bông này. Đây gọi là cái nụ của nó như quả trứng luôn nhá mọi người nhá. Hai cành. Ô thế ở đây em lấy ra có hai chậu, có một chậu hai cành thôi à? Tại vì nó rất là nặng ấy mọi người ạ, tại vì cái chậu nó rất là nặng. Cân nặng của nó, riêng cân nặng của chậu này không đã là 5 cân rồi. Nên là phí ship nhà em gửi hàng bên giao hàng nhanh ấy, một chậu này là nó cũng phải ngót nghét gần 100.000 tiền ship ấy. Nên là một chậu hai cành này sẽ là 350.000 nhá. Và cái chậu ba cành này sẽ là 380.000 nhá. Em bao ship cho mọi người nhá. Hai cành sẽ là 350.000 và ba cành sẽ là 380.000 nhá mọi người nhá. Đó. Nụ rất là to này. Cái nụ này là xem tầm khoảng hơn một tuần đến hơn 2 tuần nó sẽ nở này. Đó. Sato thì mọi người chơi Tết mọi người biết hết rồi đúng không ạ? Cái này gọi là Sato vàng chanh nhá. Cái màu của nó nói chung là trước mọi người hay gọi là cái gì nhỉ? Như kiểu là cái lòng vàng trứng à. Đó. Ba cành thì sẽ là 380.000 bao ship nhá mọi người nhá. Và hai cành thì sẽ là 350.000 bao ship này. Về mọi người chơi cho từ giờ đến chơi từ giờ cho đến giáp Tết luôn ạ. Nếu mà cái nụ nào non thì mình có thể chơi chờ đến Tết luôn. Đó, về mọi người chỉ việc chơi thôi. Đó nhá mọi người nhá, đó là cái mã hàng đầu tiên này. Tiếp tục đến với cái mã hàng thứ hai nhá mọi người nhá. Mã hàng thứ hai thì em sẽ lên cho mọi người một cái dòng cũng đang hoa luôn. Đó là cái dòng địa lan hương cát cát nhá mọi người nhá. Nhà em còn gọi là tiểu thần đồng ấy mọi người ạ. Búi rất là to nhá, một bụi to như thế này. Và cái dòng hương cát cát này gọi là cái dòng lan quốc dân nhá. Tại vì sao ạ? Tại vì cái dòng địa lan này nó không kén khí hậu của bất kỳ một cái địa phương nào mọi người nhá. Miền Nam nóng cũng chơi được. Thực sự là cái dòng này nhà em bán rất là nhiều năm rồi. Cái này nó không kén bất kỳ khí hậu của một nơi nào luôn. Gọi là không ngán ấy ạ. Không ngán bất kỳ khí hậu của một nơi luôn. Miền nóng cũng chơi được nhá mọi người nhá. Trồng đảm bảo sống 100% luôn mọi người ạ. Cái này thì nói chung là nó đang tại vì nhà em đặt vườn có một cánh hoa thôi. Đặt vườn các loại có một cánh hoa thôi, một cánh hoa này. Còn nếu mà bên dưới mà có ngồng bé lên ấy thì em sẽ không tính nhá. Em cứ tính là một cánh hoa thôi nhá. Đây mọi người xem cái bụi nó lớn như này thì mà vườn người ta phun kích hoa rồi nên là mọi người về chơi cứ an tâm nhá là nó sẽ lên tua tủa luôn. Cái dòng này một năm nó phải ra hoa đến tầm khoảng 3-4 lần nhá mọi người nhá. Cái này dòng này ra hoa gọi là quanh năm luôn nhá mọi người nhá. Có mùi thơm nhẹ nhé mọi người nhá, có mùi thơm nhẹ này. Một chậu hương cát cát như thế này, một chậu hương cát cát như thế này. Có một cái ngồng hoa như này nhá. Em bán cho mọi người với giá là bao nhiêu ạ? 200.000 em bao ship nha mọi người nhá. 200.000 bao ship cho cái chậu hương cát cát này nhá mọi người nhá. 200.000 bao ship này, 200.000 bao ship một chậu này nhá. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Các bác miền Nam chơi cái loại này thoải mái thôi. Mọi người xem bụi nó to như thế này. Mà kích hoa rồi nhá. Kích hoa rồi. Nói chung là thi thoảng em vẫn thấy nó có một hai cái ngồng ngách ở ngách lái, giống như cái dòng Trần Mộng của nhà em ấy mọi người. Nó sẽ có cái ngồng ở ngách lá lên ấy. Đó. Về mọi người chơi là sẽ lên ngồng tiếp nhá mọi người nhá. 200.000 một chậu bao ship cho cái dòng địa lan hương cát cát này, cái mã số 2 này. Thơm thơm nhá mọi người nhá. Những cái bác ở miền Bắc thì em sẽ lựa những cái chậu nở rồi để về mình chơi luôn nhá.
Còn những bác ở miền Nam thì em sẽ lựa những cái nụ nó vẫn còn nụ nụ như này để về mình để về mình kịp chơi, tại vì nếu mà đi nóng mà đi xa thì sợ nó lại dập hoa nhá mọi người nhá. 200.000 cho một chậu bao ship này. Đó, đấy là mã hàng thứ hai của em nhé mọi người nhá. Tiếp tục đến với mã hàng thứ ba này. Mã hàng thứ ba em lên cho mọi người tiếp tục một cái dòng gọi là một cái dòng, cũng là một dòng lan quốc dân nhá, một dòng địa lan quốc dân này. Cái mặt hàng này, cái dòng địa lan này thì cái năm kia tại vì năm ngoái cửa khẩu nó cấm quá nên là không về được. Cái năm kia ấy, cái dòng lan này bán cực kỳ là chạy luôn. Và đương nhiên là khách hàng phản hồi về cho em là miền Nam nhá, miền Nam cũng chơi được cái dòng này. Và cái chậu này là cực kỳ là nhiều hoa luôn nhá mọi người nhá, cực kỳ là nhiều hoa luôn này. Đó. Cái này gọi là địa lan quốc sắc thiên hương nhá mọi người nhá. Quốc sắc thiên hương tên cực kỳ là hay luôn nhá. Có mùi thơm nhẹ luôn ạ. Có mùi thơm nhẹ. Đây để em nó đang đơ. Em cho mọi người xem cái mặt hoa. Ê, máy đơ rồi. Mặt hoa đây nhá mọi người nhá. Đó, mặt hoa đây. Đây là cái chậu lan Tết của nhà em nhá mọi người nhá. Nhà em lên chậu để bán Tết đấy ạ. Đó. Và cái dòng này nó cũng siêng hoa nhá, nó cũng siêng hoa như cái dòng cát cát luôn. Nói chung là một năm nó phải ra được mấy lần đấy ạ. Một năm nó ra được mấy lần luôn nhá mọi người nhá. Đó, ở đây em có hai loại nhá. Em sẽ chia cho mọi người là hai loại. Tại vì cái này nó nhiều ngồng quá. Một loại là bụi nhỏ nhá, em phân theo bụi nhá. Một loại là bụi nhỏ này. Và một loại là bụi to nhá mọi người nhá. Nói chung là cái bụi nhỏ này em cũng đếm sơ sơ là được, hình như là được 4-5 cành gì đấy này. 1-2-3-4 này. Một cái ngồng con bên dưới đấy này. 5 cành nhá. Cái dòng này cũng siêng hoa như kiểu hương cát cát nhá. Người ta đã, có nghĩa là nhà vườn người ta đã phun kích hoa rồi ạ. Phun kích hoa rồi, vậy phải về mọi người chơi là nó sẽ lên thêm nhá mọi người nhá. Đây, những cái nụ này sắp nở rồi này. Một chậu size nhỏ như thế này. Chậu bụi nhỏ như thế này. Em sẽ bán mọi người với giá là 250.000 em bao ship nhá mọi người nhá. Còn cái loại bụi to như này gọi là hoa, gọi là cực kỳ là nhiều luôn. Em đếm sơ sơ vừa nãy là cũng phải tầm 6-7 cành nhá, 6-7 cành trên một chậu. Tùy từng cái chậu bụi to nhiều, nói chung là nhiều lắm, nhiều hoa lắm ạ. 6-7 cành trở lên nhá mọi người nhá. Em cứ bán phiến như thế, còn về nếu mà nhiều ngồng hơn thì mọi người hưởng. Được chưa ạ? Cái bụi to này em đảm bảo với mọi người là nó sẽ còn lên thêm rất là nhiều luôn. Cái bụi to này thì em bán chênh lên 30.000 nhá, 280.000 bao ship này. 280.000 bao ship cho cái bụi to nhá và 250.000 bao ship cho cái bụi nhỏ này. Nó vừa lên cái thân tơ vừa lên cái mầm hoa rất là nhiều luôn. Bụi bé về mình chơi thì mấy nữa nó thành bụi to thôi này. Đó. Quốc sắc thiên hương nhá. Quốc sắc thiên hương thì sẽ là 250.000 bao ship với bụi nhỏ nhá và 280.000 bao ship cho bụi to ạ. Trời ơi, em bán quá là rẻ luôn ạ. Giá siêu rẻ luôn nhá mọi người, cho mọi người sưu tầm này. Nói chung là em chỉ bon chen một tí thôi. Còn chủ yếu của em là em vẫn bán lan trầm mộng nhá mọi người nhá. Quốc sắc thiên hương này. Đó, tiếp tục đến với mã tiếp theo là cái mã này, mã số 4 nhỉ. Mã số 4 nó là cái dòng vũ nữ ngàn sao nhá mọi người nhá. Vũ nữ ngàn sao này. Cái này nhà em cũng không có nhiều nhá. Vũ nữ ngàn sao nhà em không có nhiều đâu. Cái dòng này phải nói là nó nhiều hoa dã man luôn. Nó sai hoa dã man luôn. Đây mọi người xem này. Đây là tất tật tật những cái nụ của nó cho mọi người nhá. Về mọi người chơi cái khoảng độ này, cái nụ này nó khoảng độ tầm khoảng sương sương một tuần đến 2 tuần là nó sẽ nở hoa nhá mọi người nhá. Đó. Tầm 1 tuần đến 2 tuần là nó sẽ nở hoa nhá mọi người nhá. Mà nhìn nụ nó như thế này thì mọi người biết nó sai như thế nào rồi. Cái hoa nó sẽ màu vàng nhá mọi người nhá. Hoa màu vàng này. Em bán cho mọi người với giá là 250.000 một chậu nhá mọi người nhá. 250.000 bao ship cho một chậu nhá. 250.000 bao ship cho một chậu này. Đây, mặt hoa đây. Đấy, cái dòng vũ nữ ngàn sao này nó sẽ là màu vàng nhá mọi người nhá. Màu vàng nhỏ nhỏ. Nó giống cái cánh hoa thì nó giống cái vũ nữ hồng lâu mộng. Nhưng mà nó sẽ là màu vàng nhá mọi người nhá. Đó, vũ nữ ngàn sao. Rất là sai bông luôn nhá. Cái dòng vũ nữ ngàn sao này em bán cho mọi người với giá là 250.000 nhá. 250.000 bao ship cho một chậu này. Đó. Về mọi người chơi hoa này. Quá là đẹp luôn ạ. Cái đầu lá nó hơi phiên phiến vàng này, thực ra là chỉ là do nhà em vận chuyển về, kiểu người ta phải cắt nước ấy. Khi mà vận chuyển về thì phải cắt nước, vườn phải cắt nước khoảng 2 ngày trở lên, ít nhất là 2 ngày trở lên. Đó, để cây nó không bị úng thối, kiểu là nó khi đi đường xa nóng nóng ấy nó bị táp hơi nước lên nó hỏng cây ấy ạ. Đó,
Nên là không vấn đề gì đâu nhá mọi người nhá. Về mình chăm sóc, mình tưới cây rồi mình bón phân rồi nó sẽ phục hồi lại nhá mọi người nhá. Với cái dòng vũ nữ ngàn sao này em sẽ bán mọi người với giá là 250.000 bao ship nhá. 250.000 bao ship cho một chậu nhá. Giá quá là rẻ luôn ạ. Đó, em vẫn luôn bán hàng bao ship cho mọi người. Bụi cái này bụi to trên này. Đó. Rất là nhiều hoa và rất là sai hoa nhá. 250.000 cho một chậu bao ship này, vũ nữ ngàn sao này. Đấy là mã số thứ tư nhá. Và tiếp tục lên cho mọi người cái mã cuối cùng này. Cái mã cuối cùng nhá. Mã cuối cùng đây là cái dòng địa lan cọp đỏ này. Trên thị trường bây giờ đang bán rất là nhiều. Bán rất là nhiều luôn đúng không ạ? Cọp đỏ này. Mặt hoa đây nhá mọi người nhá. Em lên cho mọi người qua cái mặt hoa của cọp đỏ này. Cái hoa của nó thì đỏ nhá mọi người nhá. Cọp đỏ thì đương nhiên là hoa sẽ đỏ rồi. Đấy, bông hoa của nó này. Nói chung là cái dòng địa lan này em thấy cũng nói chung là nhà em bán bao nhiêu năm rồi em thấy nó cũng khá là dễ thích nghi môi trường sống. Khá là dễ thích nghi môi trường sống nhá mọi người nhá. Các bác miền Nam cũng chơi được cái dòng này. Hôm nay em lên cho mọi người cái chậu này là chậu bụi to nhá mọi người nhá, bụi to. Cành thì nó chỉ tầm khoảng 2 cành nhá, em sẽ lên cho mọi người từ khoảng độ 2 cành nhá mọi người nhá, 2 cành. Bụi to 2 cành nhá mọi người nhá. Đấy bụi nó có to vật như thế này. Kiểu bây giờ nó mới lên ngồng ấy, người ta kích nó mới lên được 2 cành ấy, nên là nó mới lên được 2 cành thôi. Còn nếu mà có nhiều hơn thì coi như là mọi người được hưởng nhá. Em lên 2 cành. Mọi người phun nhà vườn phun kích hoa rồi thì về nó cũng sẽ lên thêm thôi nhá mọi người nhá. Cái mã này sẽ là mã số 4 này, mã số 4 nhá, mã số 4 cọp đỏ này. Tiểu thư Hàn Quốc hay còn gọi là tiểu thư Hàn Quốc ấy ạ. Em nhà em hay gọi tắt là cọp đỏ nhá mọi người nhá. Đó. Cái này em sẽ bán cho mọi người với giá là 200.000 cho một chậu nhá mọi người nhá. 200.000 một chậu. 200.000 một chậu cọp đỏ nhá mọi người nhá. 200.000 một chậu cọp đỏ. Ở đây nó cũng nó cũng phân biệt là cũng có chậu nhiều thân và chậu ít thân nhá. Thì em sẽ bán chênh nhau khoảng 20.000 nhá, 20.000. Cái chậu bụi nhỏ hơn này em sẽ bán 200 bao ship này. Còn cái chậu bụi búi to như thế này em sẽ bán với giá là 220.000 bao ship nha mọi người nhá. Đó, búi nhỏ này sẽ là 200.000 bao ship này. Còn búi to này sẽ là 220.000 bao ship nhá mọi người nhá. Đó, đây là em đưa những cái chậu mẫu lên luôn nhá mọi người nhá. Rồi các bác chốt đơn nhiều thì em sẽ nhập những cái chậu phiến như này nha mọi người nhá. Mọi người được nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé, em ở Lào Cai nhá. Em Giang thì bán hàng lúc nào cũng bao ship cho mọi người luôn ạ. Đó, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá mọi người nhá. Em cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video này của nhà em ạ.